Bên cạnh các đề tài tình cảm như đam mỹ, chú cháu, anh em, thì tình chị em cũng là một trong những thể loại rất được các bạn trẻ yêu thích hiện nay. Phải lý trí không thể yêu đương, bộ phim truyền hình vừa được lên sóng là một trong các phim đó. Phim gây chú ý đến giới mặt phim Hoa ngữ vì có sự góp mặt của Tâm Lam và Vương Hạc Đệ. Tâm Lam nổi tiếng qua vai diễn Phú Sắc Hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược, còn Vương Hạc Đệ, nam diễn viên sinh năm 1998, dù chỉ mới bước chân vào giới giải trí Hoa ngữ, nhưng anh chàng đã có thể tạo được tiếng vang nhờ vào vai chính trong phim truyền hình Tân Vương Sao Băng năm 2018. Sau đó, Vương Hạc Đệ cũng được giao đảm nhận vai chính trong một số tác phẩm truyền hình như Trường Già 2. Sự kết hợp của cặp đôi chị em này rất được dân tình quan tâm chú ý, chờ đợi xem phản ứng hóa học giữa hai người sẽ bùng nổ như thế nào. Tuy nhiên, ở những tập đầu của bộ phim, mức độ tình cảm của nam nữ chính vẫn còn nhạt nhẽo. Mối quan hệ của họ chưa có được phân cảnh nóng bỏng hay thả thính rực lửa, khiến công chúng phải phấn khích, bàn luận, gây sốt như trạm kế tiếp là hạnh phúc. Chuyện phim chỉ quanh đi quẩn lại về công việc và cuộc sống cô gái ế Thẩm Nhược Hâm. Do Tần Lam đóng, chị gái Nhược Hâm là một người phụ nữ 33 tuổi, có công ăn việc làm ổn định với chức vụ trưởng phòng pháp lý của một công ty xe hơi. Chị xinh đẹp, thông minh nhưng mỗi tội sống quá lý trí, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong cuộc sống. Vì vậy, dù đã nhiều tuổi chị vẫn chưa lấy chồng, vẫn cố gắng chờ đợi bạch mã hoàng tử của đời mình. Thế nên chị đã từ chối lời cầu hôn của bạn trai và nói lời tạm biệt anh ta khi bị cà khịa. Anh bạn trai khi nghe lời từ chối của Nhược Hâm thì tức giận mà khuyên cô rằng: "Anh khuyên em bớt đọc văn chương sức mướt, bớt mơ những giấc mơ thanh xuân trong phim thần tượng, nhìn rõ hiện thực." Và sau đó hai người đã đường ai nấy đi, còn Nhược Hâm đã tìm thấy nam chính trong phim thần tượng của đời mình. Đó là chàng trai đang ở độ tuổi 20, tràn đầy sức sống với gương mặt đẹp đẽ, nam tính, có tên Kỳ Hiểu do Vương Hạc Đệ đóng. Hai người đã từng gặp nhau lần đầu tiên trên phố tấp nập, lúc ấy Kỳ Hiểu đang đi đòi nợ, còn chị gái họ Thẩm thì đang bận đi gặp đối tác. Buổi gặp gỡ đầu tiên, nữ chính đã có ấn tượng xấu với nam chính. Tuy nhiên, Nhược Hâm lại không ngờ rằng anh chàng chê mình là gái già đó lại chính là người cô yêu sâu đậm, đối tranh tư tưởng, trằn trọc suy nghĩ để rồi sau đó ngã vào tình yêu của cậu em trai họ Kỳ. Kỳ Hiểu đã đến làm việc tại công ty của Nhược Hâm và là nhân viên chịu sự quản lý của nữ chính. Ban đầu thì Nhược Hâm không ưa gì anh chàng, có phần ghét bỏ, nhưng sau ghét dần chuyển sang yêu. Bởi vì anh em trai Kỳ Hiểu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc mỗi khi chị nữ chính gặp khó khăn, ở bên cạnh chị chia sẻ tâm sự, cùng chị vượt qua mọi thử thách trong công việc. Lúc chị bị người ta chửi bới, tạt nước vào người, lúc chị say rượu, đau khổ vật vã, thì em trai Kỳ Hiểu luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, đúng người, đúng thời điểm. Vì vậy, mà không sớm thì muộn, gái ế Nhược Hâm cũng phải lòng mà thoát khỏi mỹ nam kế của Kỳ Hiểu. Kịch bản phim không có gì mới mẻ hay khác lạ, vẫn đi theo mô típ tình cảm giống như bao câu chuyện tình chị em khác của truyền hình xứ Trung. Vẫn là câu chuyện về nỗi khổ của gái ế ngoài 30 tuổi rồi, gặp đúng em trai soái ca và người mê, và sau đó thì hai người hạnh phúc ở bên nhau, diễn trò ân ái mặn nồng. Diễn biến của phim ở những tập đầu khá chậm rãi, không có tình tiết cao trào hay kịch tính gì đặc biệt. Tương tác giữa nam nữ chính khá nhạt nhòa, không lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào khiến người xem bấn loạn, u mê. Dẫu sao thì phim của chị mới bắt đầu, nên giai đoạn sau của Phải lý trí không thể yêu đương, hy vọng khán giả có thể nhìn thấy loạt phân cảnh thân mật của Tần Lam Vương Hạc Đệ. Cặp chị em hơn kém đến 19 tuổi trong câu chuyện phi công trẻ lái máy bay ba già, đậm chất ngôn tình và lắm điều cậu huyết này.